đây cả nhà, quá trình nâng cao này cả nhà. Bây giờ mình xem này, đây là mấy này đang thao tác nâng. Mình ra phía trước mình quay cho cả nhà xem. Đây hiện tại đã nâng lên được khoảng một tấc, tấc rưỡi hai tấc như này cả nhà. Mấy tường ở trước này, mấy tường với mấy đà nó cách nhau này nó hở lên này. Bắt nặng. Hôm bữa chích vaccine hai mũi mạnh quá, nay chơi cho hai con đội. Cái nhà thấy không? Hôm bữa là cái mi đà này nó nằm dưới nha, ngay đây là đang nâng lên, tầm được khoảng hai tấc rồi đó cả nhà. Mình đang khoảng 4-5 tấc là mình vô dáng và kéo về sau 23 mét nha. Bây giờ nhận ra xem. Quá trình nâng cao. Đây là khi mình chốt là cái vị trí mình sẽ đóng em lại. Quay cho cả nhà xem nha. Đây, quay cho cả nhà xem. Đây là toàn cảnh của nhà luôn. Ở dưới đây là tầng hầm nha cả nhà. Đây là nhà. Rồi, giờ phía trước mình quay vô cho cả nhà xem toàn cảnh nhà. Thì cái nhà này nó gần mí lộ quá nè cả nhà, nên mình sẽ nâng cao lên và di dời ra phía sau. Cả nhà thấy không? Đây mình quay bên hông cho cả nhà xem. Hôm bữa rồi cái này là cái dàn nguyên dàn móng bè luôn cả nhà, nguyên khối móng bè, nên mình thi công chạy dàn đà mới. Dàn đà mới bắt đầu này kích lên để làm mặt bằng để di dời về phía sau. Cả nhà thấy không? Hiện tại cái mí đà này bữa trước là nó bằng dưới nè cả nhà, mới nâng lên thì nó được khoảng hai tấc rồi, hai tấc ngoài rồi nè. Cái này là anh em đang cho kim kích vô để thay kích thay đổi. Hay cả nhà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh mình nha, để xem những phần tiếp theo, chia sẻ cho mọi người biết, để biết cái dịch vụ này nâng nhà, di dời nhà, chỉnh nhà nghiêng, xử lý lún nghiêng, gia cố móng. Thì đây là cái khúc trước là cái nhà bếp nó không liên kết nên đập bỏ nè cả nhà. Quay lên sau sao. Đây anh chủ nhà. Kính. Đây ra xem. Dùng đi xem. Đây phía sau đang làm móng nè cả nhà. Hồi xưa bây giờ cái nhà xem mới sao đang làm móng, dần móng là chất lượng luôn. Đây giờ bữa cái nhà là phải di dời về khu sau này nè cả nhà. Giờ phía sau là móng cọc nha. Quay bên hông cho cả nhà xem. Hello. Anh em đang thay kích, thay đổi để nâng lên tiếp nha cả nhà. Thì cái này nó đã nâng được khoảng 2 tấc rồi. Nó nâng lên khoảng 3 tấc nữa là bắt đầu mình chốt, mình vô dán và di dời. Đây toàn cảnh cho cả nhà xem.
Cái này hiện tại cần tới 14 người nha. 14 người để nâng cái nhà này. Nhà này 110 mét vuông, tại ngày xưa xây tường liên kết với tường cũ á, nên nó rất là nhiều cột. Tận dụng lại cái tường cũ của nhà đó. Thì khi mà xây thì nó theo một cái kết cấu khá đặc biệt. Đây, hôm qua tách ra rồi bắt đầu nâng lên này cả nhà. Đó là mình di dời từ cái khối nhà chính này thôi. Còn cái hiên này mình bỏ nha. Bỏ lại nha. Thì quay cho cả nhà xem vậy bữa sau này di dời vô phía trong. Cả nhà thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mình nha. Đây nha cả nhà, sau khi mình nâng cao khoảng 50cm thì bắt đầu mình làm mặt bằng để chuẩn bị vô dán để di dời cái nhà này nha cả nhà. Đây là quá trình làm lại mặt bằng, căng dây cốt nền để làm lại mặt bằng này cả nhà. Các nhà thấy không? Đây, lúc sáng là đã nâng cả nhà, thì quay cả nhà xem quá trình làm lại cái đường để vô dán để vận chuyển cái nhà này vô. Di chuyển cái nhà này vô. Ở đây mình quay phía trước nhà cho các bạn xem. Đây. Đây, là cái nhà nha các nhà. Trước khi di dời nó là như vậy. Đó. Là bên hông nhà. Sau khi nâng cao lên nè các nhà. Đó. Thì bắt đầu vào bắt đầu mình làm mặt bằng và vô dán nha. Cả nhà theo dõi. Quá trình tạo đà bữa nước rồi nâng lên. Giờ nâng lên khá cao nha cả nhà. Hiện tại đang nâng lên khá cao rồi đó. Nhìn thấy không? Đó, bắt đầu là làm mặt bằng, căng dây làm mặt bằng để vô dán. Di dời nhà này. Di dời giờ này xì sau 23m nha. Đây toàn cảnh cho cả nhà xem là chút sáng nó nâng được 50cm rồi. Đó, quay cho cả nhà xem là bắt đầu tháo gối ra lớp là mặt bằng nha. Từng công đoạn nha cả nhà, mỗi công đoạn có mỗi cái công việc nó khác nhau, thì cả nhà xem từ đầu đến cuối cả nhà mới hiểu được là để làm sao có công đoạn như thế nào để làm được và chuyển được cái nhà này. Cái nhà có khối móng bè này. Đó, đầu tiên là mình đào đất và tạo lại móng bè. Cái nhà này móng bè tạo lại đà kiềng, bây giờ nhà móng bè này phải tạo lại đà kiềng mới. Đó, và nâng lên đó là mặt bằng lại. Ở sau thì đang làm móng và di dời. Thì cái nhà này dự kiến là nó trong tầm khoảng 35 đến 40 ngày là xong cả nhà. Tại do chờ đổ bê tông rồi nó lâu. Cả nhà xem là anh em đang làm mặt bằng. Đây. Cái tình hình nó thấp lắm này nha. Máy nâng lên cao. Đây, cái đây là cái thành. Cái thành mình đã đang nâng. Để khoảng cách nha. Mọi nhu cầu về nâng cao chỉnh nghiêng hay di dời xin liên hệ 0924120024 nha. Công ty nâng chỉnh nhà nghiêng Thiên Lộc. Cả nhà thấy không? Thì cả nhà theo nhớ đăng ký theo dõi từng chi tiết cả nhà mới hiểu được cách làm sao cách di dời được cái nhà này nha cả nhà. Hãy đồng hành cùng mình. Mình sẽ quay cho cả nhà xem những cái chi tiết cụ thể hết.